Thân mến, chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục đến kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Đình. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập B, nội dung B, Practice the Sentence, là thực hành các câu nói. Đây, cái nội dung A của phần Let's Learn chúng ta đã học xong rồi, của Unit 4 đó các bạn nhé. Thế thì sang cái phần B này chúng ta sẽ được học nào? À, trang phần B này chúng ta sẽ nói thành một câu luôn. Nếu như cái phần A này các bạn đã biết tất cả các thành viên trong gia đình này rồi đúng không nào, thì bây giờ ta sẽ nói thành câu. Ví dụ như câu này, câu đầu tiên, she's my grandmother, là cô ấy là bà của tôi. À, cô ấy là bà của tôi. She's my grandmother. Và he's my grandfather, ông ấy là ông của tôi. Đó, các bạn thấy không? He's my grandfather. Và she's, viết tắt là she's, he's, viết tắt là he's. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, he's, he's, she, she's, bằng she's. Đó. Ví dụ, các bạn đã có hai câu này rồi, thì bây giờ các bạn đã nói được hai người này rồi đúng không? Ví dụ, bây giờ các bạn nói là cô ấy là mẹ của tôi, anh ấy là cha của tôi, thì các bạn nói được chứ, đúng nào? Cô ấy là mẹ của tôi, các bạn sẽ nói she's my mother, đúng không nào? Và anh ấy là cha, ông ấy là cha của tôi, là các bạn nói he's my father. Đó. Cô ấy là chị của tôi, she's my sister. Cô ấy là em gái của tôi, she's my baby sister. Anh ấy là em trai của tôi, he's my brother, đúng không nào? Rất là dễ đúng không? Rồi, bây giờ mời các bạn nhỏ chúng ta lắng nghe và chúng ta nói theo nha. Track 80. B. Practice the sentence. She's my grandmother. He's my grandfather. She is. She's. He is. He's. She's my grandmother. She's my mother. She's my sister. She's my baby sister. He's my grandfather. He's my father. He's my brother. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc. Chúng ta nghe nhạc nhá. Nghe bài hát. She's my grandmother. She's my mother. She's my sister. She's my baby sister. He's my grandfather. He's my father. He's my brother. Bon em on. Rồi, video này cũng đã kết thúc bài tập B của chúng ta các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn nhỏ sang bài tập C nha.